Cái này mua chắc đắt lắm anh nhỉ? 700 100 triệu một cái máy này. Đây là máy uốn đai cồn các bạn nhé. Rất là hiện đại, tự động hoàn toàn các bạn ạ. Tự uốn và theo một kích thước nhất định để cắt các bạn ạ. 1 phút cũng có thể là làm được khoảng độ 20 đến 30 đai các bạn ạ. Hiện đại quá bác nhỉ, đỡ bao nhiêu công nhỉ. Như ngày trước làm thủ công thì tay uốn nó cắt kia các kiểu. Đây là toàn tự động hết các bạn nhé. Đưa công nghệ vào làm đỡ bao nhiêu công, không bao nhiêu công. Vâng. Đây kích thước là do mình cài đặt các bạn nhỉ. Quá hiện đại luôn bạn ạ. Bao nhiêu nó cài đặt hết. Đây là chạy bằng điện bình thường các bạn nhé, điện 220 các bạn nhé. Quá hiện đại luôn, bây giờ đúng thật là xây dựng tuyệt vời luôn. 1 phút thì cái này nó làm khoảng độ được bao nhiêu đai anh? Nó tùy theo hai cơ anh nhỉ? Tùy theo kích cỡ đai mà có thể là 1 phút là nó dao động ở mấy chục đai các bạn ạ. Tuyệt vời. Sắt trắng này một cái quả cắt. Vâng vâng. Đây là sắt 8 này, cái loại sắt to hơn có uốn được không anh? Sắt 8 mới sắt 6 thôi. Vâng. Nhưng mà uốn được không? Vâng, vâng. Chỉ đai sắt 8, phi 12 không uốn được à? Không. Đây nhà bác này chưa đi đổ, nhận đổ công trình bê tông các bạn nhé. Rất là nhiều máy trộn. Các ngoài việc. Vâng, các ngoài việc về xây dựng. Từ cổ vật đến đồng lên đủ hết. Vâng. Tuyệt vời nhỉ. Chuyên ngành xây dựng thì cũng phải là nên có cái máy này để nó đỡ nhiều công. Vừa này đẩy nhanh cái tiến độ các bạn nhé. Thank you.
cầu hoạt động. Máy tăng chạy bằng nguồn điện 220 mà. Điện rất dụng đấy. Cái này mua chắc đắt lắm anh chả? 700 100 triệu một cái máy này. Máy mua ngoài phía Bắc hay trong miền miền Nam hả bác? Có. Mua chứ. Cái này nghĩa là ngoài Bắc này có đại lý cung cấp các bạn nhé, không phải mua ở đâu xa mà. Địa chỉ trong miền Nam nhỉ? Vâng. Mưa này cũng có nên cấp. Vâng.